Và hôm nay thì Thanh Đồng với chị Lý sẽ diễn sướng hai giá trầu đặc sắc là cô đôi Thượng Ngàn và cô chín Sòng Sơn với sự hỗ trợ tích cực của ban nhạc Thanh Long đến từ Hà Nội. Tiết mục sẽ cho thấy sự phong phú của các vị thần trong đạo mẫu Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón Thanh Đồng, Nguyễn Thị Lý. Thank you.
cúc mặt áo hồng. Bye.